Không chỉ kiên cường dũng cảm trên chiến trường, nhiều người con đất Việt trong thời bình lại rất sáng tạo nhạy bén trong làm kinh tế, xây dựng thương hiệu sản phẩm, góp phần xây dựng quê hương Tổ quốc. Rời quê hương Tân Phong, Vũ Thư, Thái Bình vào Bà Rịa Vũng Tàu để lập nghiệp, gắn bó với công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân ngay từ những ngày đầu thành lập. Doanh nhân Lưu Ngọc Thanh đã xây dựng sản phẩm gạch ngói Mỹ Xuân trở thành thương hiệu nổi tiếng và đoạt nhiều giải thưởng cao về chất lượng do người tiêu dùng bình chọn. Và trong tiểu mục Ai thế nào vì sao hôm nay, mời quý vị cùng làm quen với doanh nhân này. Công ty cổ phần gạch ngói xây dựng Mỹ Xuân, nguyên là chi nhánh công ty phát triển khoáng sản Sáo thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, được thành lập từ tháng 10 năm 1988. Ngành nghề kinh doanh chủ lực lúc đầu là khảo sát thăm dò địa chất và khai thác khoáng sản. Năm 1996, công ty thực hiện các bước mở rộng ngành nghề kinh doanh, đầu tư xây dựng nhà máy gạch ngói Mỹ Xuân, công suất thiết kế 25 triệu sản phẩm một năm với tổng số vốn 22,5 tỷ đồng. Giai đoạn đầu để đưa được sản phẩm đến tay người tiêu dùng gặp rất nhiều khó khăn. Không nản lòng, những người làm việc tại công ty, nhất là người thủ lĩnh, Tổng Giám đốc Lưu Ngọc Thanh đã cùng cộng sự nỗ lực tìm đầu ra cho sản phẩm. Năm 1997, những sản phẩm gạch và ngói nung đầu tiên mang thương hiệu Mỹ Xuân đã có mặt tại thị trường Bà Rịa Vũng Tàu. Và sau đó ít năm, những viên gạch mang tên Mỹ Xuân Vũng Tàu đã dần quen thuộc với người tiêu dùng tại một số tỉnh thành khu vực phía Nam. Tuy nhiên, bước phát triển mang tính đột phá của công ty gạch ngói xây dựng Mỹ Xuân chỉ thực sự diễn ra từ năm 2003, khi mô hình hoạt động chuyển đổi sang công ty cổ phần. Không chỉ giúp doanh nghiệp hoàn toàn tự chủ trong khâu điều hành sản xuất, bố trí bộ máy nhân sự mô hình mới, mà còn huy động được nguồn kinh phí đáng kể, phục vụ đầu tư mở rộng sản xuất kinh doanh và đa dạng hóa sản phẩm. Phải cảm ơn mọi người, toàn thể cán bộ công nhân, trong đó những người mà đồng hành với mình trong 30 năm vượt khó như ngày nay. Từ cái công việc nó không có, cho đến lúc mà xây dựng được cái dự án nhà máy gạch này. Từ ban đầu là một dây chuyền sản xuất, đến nay đã có 3 dây chuyền sản xuất gạch ngói đất sét nung, 2 dây chuyền sản xuất ngói xi măng màu và 1 dây chuyền sản xuất ngói trang men. Năm 2017, công ty đã sản xuất và cung ứng cho thị trường hơn 90 triệu sản phẩm gạch ngói quy tiêu chuẩn, đạt doanh thu trên 200 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho trên 300 lao động với mức thu nhập ổn định bình quân khoảng 10 triệu đồng một người một tháng. Là người đứng đầu công ty, ông Lưu Ngọc Thanh luôn tuân thủ khẩu hiệu bình đẳng, đoàn kết nội bộ, tập trung trí tuệ của tập thể. Thanh là một giám đốc rất là sáng tạo, rất là nhiệt huyết với công việc và gần gũi với anh chị em công nhân. Tôi đã công tác ở công ty này từ 2005 đến giờ là cũng gần 13 năm. Thì qua tiếp xúc thì thấy sếp tổng, sếp Thanh cũng là một người rất là hòa đồng và quan tâm đến đời sống của anh chị em công nhân, nhất là thu nhập. Lúc nào cũng quan tâm đến cái thu nhập năm trước, năm sau cao hơn năm trước. Đấy, và cũng đôn đốc bên chấp hành công đoàn là cũng phải chăm lo tất cả đến đời sống chị em phụ nữ rất là nhiều. Nói chung là sếp Thanh cũng là một người gọi là nhiệt huyết và quan tâm đến anh chị em rất là nhiều trong công việc. Bản thân là người ham học hỏi, Tổng Giám đốc Lưu Ngọc Thanh khuyến khích cán bộ công nhân viên lao động tích cực học tập, nâng cao trình độ cả về chuyên môn nghiệp vụ và lý luận chính trị. Để xây dựng lực lượng quản lý, ông chọn người ngay trong đội ngũ cán bộ công nhân viên hiện có để bổ nhiệm vào các vị trí từ tổ sản xuất đến đốc công, trưởng các phòng ban chuyên môn. Chú trọng xây dựng đội ngũ, quan tâm đến quyền lợi người lao động và đầu tư đúng hướng, sản phẩm của công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân đã đạt nhiều chứng chỉ về chất lượng, như chứng nhận hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn hàng chục năm liền. Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích do Liên hiệp Khoa học Doanh nhân Việt Nam, Viện Sở hữu Trí tuệ Quốc tế và Báo Người tiêu dùng phối hợp tổ chức. Giải thưởng cúp vàng thương hiệu ngành xây dựng từ năm 2006 đến nay. Giải thưởng sao vàng đất Việt nhiều năm qua. Giải vàng chất lượng quốc gia năm 2016. Giải thưởng sao vàng đất Việt nhiều năm liền do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Trung ương Hội các nhà doanh nghiệp trẻ Việt Nam tổ chức. Giải bạc chất lượng quốc gia năm 2009 đến năm 2014 và giải vàng chất lượng quốc gia năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức. Cá nhân Tổng Giám đốc Công ty Lưu Ngọc Thanh đã được VCCI tặng bằng khen doanh nhân tiêu biểu nhiều năm liền.